Ôi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vinh Xe Máy Cơ Bắp nha các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách lắp cái chắn ba của xe quay quay pha này nha các bạn. Quay cá này, quay pha. Và những lưu ý cần thiết nha các bạn. Đây, cái con xe này là mình té nha các bạn, té nó bị quẹo chân ba nè. Quẹo chân ba này mình mở với đi ép chưa, ép cho nó cân đối lại rồi mình về mình ráp lại nha các bạn. Chân ba này cái chân ba này là các bạn lưu ý là chân ba rin xe này là nó xài bi bi rồi nha các bạn, rin là nó xài bi rồi. Giờ mình tiến hành là thay mỡ bò ráp bi vô. Mình thay bi mới luôn. Bi nó là trên dưới chứ cũng xài bi nhỏ nha các bạn. Nó thường thường là xe các loại xe là bi dưới là bi lớn mà bi ở trên là bi nhỏ, nhưng mà cái xe RS này là nó xài bi nhỏ hết nha các bạn. Nên các bạn lưu ý chỗ đó chứ tránh ráp lộn nó sẽ gây thấp cái đầu chân ba mình lại đó các bạn. Xe rim quay thì nó xài dưới nó là bị lớn nha các bạn. Còn xe CRS này là nó xài bi bi r bi r mà bi nhỏ nha các bạn. Tất cả các loại xe mình khuyên các bạn nếu như mà có thời gian làm thì các bạn nên bỏ bi r, tại vì bi r nó nhiều bi hơn, nó được nhiều bi hơn, nó không có khoảng cách xa đấy các bạn. Ví dụ bây giờ các bạn bỏ cái bi rọ vô chạy một thời gian nó sẽ có cái gờ và nó sẽ gây ngạt cổ nha các bạn. Còn mình bỏ bi bi rọ vô thì nó sẽ liền hết, nó không có cái khoảng cách nào, nó sẽ ít gây cái hiện tượng ngạt cổ hơn nha các bạn. Bây giờ xếp rất là khô, phải xếp một viên lên hai viên rồi đấy các bạn. Các bạn vuốt vào cho nó có cái độ thông thái nha các bạn, đừng để cho nó dày quá nha các bạn. Các bạn sắp bay xong các bạn tha thêm một ít mỡ bò nào vô nha các bạn.
các bạn tha trên cái trụ trong ba này một ít nha các bạn, cho nó khô xét. Phía trên này cũng vậy nha các bạn, các bạn cũng xếp vậy đó. Đây mình đã xếp sẵn rồi, mình xếp sẵn đó, mình tiết kiệm được thời gian cho các bạn xem. Mình sẽ bọn xếp y như phía dưới nha các bạn. Và đây mình đã xếp sẵn trước rồi, rồi mình giờ mình tiến hành đúc vào trang ba lên. Các bạn đúc thẳng lên luôn rồi các bạn giữ lại nha, chứ đừng có cái nhít xuống nó chui là bi rồi nó sẽ rớt ra luôn, rớt ra ngay. Rồi các bạn bỏ cái chén trên này vô. Mình đã tới cái chén này nha các bạn. Cái mạch cao này là xuống xuống dưới này các bạn. Còn cái mặt bằng là lên trên này. Bằng là lên trên, cao này xuống dưới này. Trước tiên các bạn cứ dàn tay cố định lại này cho bi nó khôi rớt. Bi giờ rất là dễ rớt nha các bạn. Đó, mình đã vô bi xây rất là nhẹ nhàng các bạn. Rồi các bạn tiến hành dàn chặt ống này tán lại. Dàn chặt lại. Đây. Các bạn tán vô. Các bạn tán chừng nào thấy hơi nặng tay thì thôi nha các bạn. Chặng ba vẫn con nhẹ này các bạn, hơi nặng nặng xí thôi. Rồi các bạn dành cho con tán này vô. Các bạn cứ tiến hành dặn chặt con tán nó lại nha. Nếu nó dặn cho nó nặng quá thì các bạn nhích ra bớt xí nha các bạn. Cứ nhích ra chừng nào cảm thấy cái trong ba mình nó xây nó nhẹ là được. Rồi. Các bạn đóng con các bạn giữ con tán này lại, các bạn đóng cái con tán dưới ra. Một vòng hoặc hai vòng các bạn. Chừng nào cảm thấy cái trong ba mình nó nhẹ. À, chút nữa. Nó nhẹ nha các bạn, rất là thông thả nhẹ. Khi mình bán bánh rồi nó sẽ nhẹ nhẹ hơn nữa nha các bạn, nó sẽ quay thôi. Các bạn giữ cái con ốc trên này, các bạn tán ra cho nó hai cái nó ăn với nhau, hai cái nó tán chặt lại các bạn, cho nó khỏi ra đó, không là nó sẽ ra. Đúc cái này nó có chụp đâu. Thì các bạn tiến hành đúc cái đầu vô, rồi tiến hành ráp bánh rồi vô, thế là xong. À, trên con xe này mình đã làm con này là mình xe này bị té, bị tai nạn nha các bạn. Tông nó cúp cái chặng ba, nó cúp chặng ba sát vô trong này luôn, cả về vô cái đó nha các bạn, cả về vô cái bô e này, cái bầu lọc gió này, thì bánh nó sẽ không cua được, mình phải đem đi nắng lại, đi ép lại
cho nó kháng lại. Mình ráp nha các bạn. Bây giờ là tiến hành ráp bánh ráp đầu vô và thế là xong nha các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn đến đây. Chúc các bạn thao tác thành công và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm những video tiếp theo được tốt hơn nha các bạn.